Xin chào anh em. Bây giờ là 11 giờ anh em ạ. Và giờ mình đang ở rừng nhá anh em nhá. Mình đi làm, đi gặt lúa về và mình tranh thủ đi thăm mấy cái bẫy. Thì giờ mình đang về đến rừng rồi anh em ạ. Đang ở trên đồi thông rồi. Chuẩn bị xuống khu đồi sở nhá anh em nhá, để thăm mấy cái bẫy, và cũng được 2 hôm là mình không xuống rồi anh em ạ. Đây, đây là cái bãi trước mình quay chim ở đây nhá anh em nhá. Hôm trước có cái cây giềng ở đây nhưng mà mình lại không biết lấy về nhét vào bụng chim, rất là thơm anh em ạ. Thì mình tiến hành đi thăm bẫy nhá anh em nhá. Mình xuống cái bẫy đầu tiên. Đây là cái con đường quen thuộc của mình. Sau 2 ngày không đi thăm bẫy, không biết là kết quả nó sẽ như thế nào thì mình cũng chưa biết được. Và không phải là mình đi đi thăm thấy rồi mình mới quay nhá anh em nhé. Và đây là mình đi từ từ đầu, quay từ đầu, vào thì vào, không vào thì mình cũng quay. Có những cái video mình cũng quay khá là nhiều nhưng mà có những cái video không vào con gì ấy thì là mình lại xóa đi, mình không đăng bài. Thì là đây là mình đi thăm từ đầu ấy, không phải là mình dàn dựng video đâu. Thấy rồi mình mới quay lại quay thôi. Và đây là mình quay từ từ đầu rồi anh em ạ. Bẫy mình đã bị sập anh em ạ. Vậy là cái bẫy đầu tiên đã bị sập. Vậy là bẫy mình đã vào một em sóc rồi. Đấy anh em ạ. Rất là tuyệt vời. Và một em sóc đầu tiên. Cái bẫy đầu tiên đã dính một em sóc khá là khủng anh em ạ. Đây, ây da, em sóc khá là khủng, sóc bụng đỏ anh em ạ, vào hai chân luôn. Rồi. Rất chắc chắn. Và mình sẽ gỡ cho vào bao và mình sẽ đi thăm tiếp nha anh em nhé. Đây là mấy cái bẫy đầu tiên thôi, còn khá là nhiều bẫy đấy. Và bây giờ mình sẽ bắt nha anh em nhé. Đây, mình đã bắt được em sóc anh em ạ. Rất là to. Rất là đẹp. Lại sóc đực nha anh em nhé. Lại một em sóc đực. Và bây giờ mình sẽ cho vào bao và mình sẽ gài lại bẫy nha anh em nhé. Vậy là con sóc mình đã cho vào bao nha anh em nhé. Và cái bẫy mình đã gài xong. Và bây giờ mình tiến hành đi thăm những cái bẫy còn lại nhé anh em nhé. Có rất là nhiều chim chóc anh em ạ. Đấy, có rất nhiều chim rừng bay lượn, kêu inh ỏi. Trên này có một cái bẫy nha anh em nhé. Biết là có kết quả không. Vậy là đá cái bẫy ở đấy, cái cây ngang nó vẫn nguyên đây anh em ạ, không phải anh em gì.
Đây có một cái bẫy dây nhé anh em nhé. Cái bẫy này rất là lười ghi bàn anh em ạ. Mình đã đặt lâu lắm rồi, từ đầu đến giờ rồi. Cũng không ghi bàn được em nào. Rất ok anh em ạ. Lại một em xong nữa rồi. Rất tuyệt vời. Tuyệt vời. Thật là tuyệt vời anh em ạ. Đấy. Đấy, ghi bàn thêm em sóc nữa. Đây là hai em rồi nhá anh em nhá. Rất may mắn, hôm nay là một ngày may mắn rồi. Mình sẽ gỡ và mình sẽ lại quay tiếp nha anh em nhá. Đây rồi anh em ơi. Vậy là hai em sóc khá là khủng. Rất là to anh em ạ. Vậy là kết quả của chuyến thăm bẫy là mình đã gặt hái được hai em rồi. Mình sẽ gỡ và mình sẽ cho vào bao và mình sẽ gài lại đi thăm tiếp nha anh em nhé. Không biết là hôm nay sẽ may mắn thế. Không biết là hiện giờ là đang may mắn. Không biết là còn may mắn nữa hay không thì mình cũng chưa biết được. Anh em chờ đợi nha anh em nhé. Đây rồi anh em ạ. Mình đã bắt ra, gỡ ra khỏi bẫy. Đấy, cái đuôi rất là đẹp anh em ạ, rất là bông. Và mình sẽ lại cho vào bao nhé anh em nhé. Vậy là hai em rồi anh em ạ. Rất là may mắn. Vậy là ok rồi anh em ạ. Vậy là mình đã gài xong bẫy nha anh em nhé. Và hai con sóc đã ở trong bao này. Và mình tiếp tục đi thăm những cái bẫy còn lại nha anh em nhé. Đây là khu đồi sợ anh em ạ. Và đây một cái bẫy dây nữa nhá anh em nhá. Không bị bật. Cái bẫy của mình một cái bẫy dây nữa nhá anh em nhá. Và hôm trước ghi bàn em gà lôi đực, nhưng mà gà lôi trắng nhưng mà bị sọng anh em ạ. Đây. Lông đây. Mình rất là tiếc anh em ạ. Rất là tiếc anh em ạ. Chắc là vào ít quá hay sao ấy thì là nó bị sọc nhá anh em nhé. Đấy, cái máy của mình rất là tiếc anh em ạ. Đây cái bẫy nữa nha anh em nhé. Ồ, vậy là bẫy mình lại có thêm một em chim nữa anh em ạ. Rất là tuyệt vời. Quả là một ngày may mắn rồi anh em ạ. Này, một em chim nữa nhưng mà em chim đã bị chết rồi. Vậy là mình đã gài xong bẫy nha anh em nhé. Và em chim đây. Em chim mình đã gỡ ra. Em chim khá là đẹp nhưng mà mình sẽ tiếp tục đi thăm những cái bẫy nhé. Quả là một ngày may mắn rồi anh em ạ. Cái bẫy của mình, cái bẫy dây đã bị sập anh em ơi. Và đá vào em gì bị đứt cái dây phanh, đứt cái dây dù rồi. Rất là tiếc anh em ạ. Theo mình nghĩ chắc là con cá mèo rồi. Vào nó mới cắn được cái dây đứt như thế này. Rất là tiếc. Không biết là
có cái dấu vết gì không. Vậy là đá vào một em gì nhưng mà bị xong rồi anh em ạ. Thôi kệ thôi, hôm nào mình sẽ lại mang dây đếm và mình sẽ lại thay cái với cái dây khác. Và đây một cái bẫy dây nữa nhưng mà cái này không ghi bàn anh em ạ. Vậy là đã sống một em gì to rồi, bị đứt dây anh em ạ. Rất là mệt rồi anh em ạ, thở gấp à. Đây. Hôm trước vào một em chim không biết là con diều hâu về ăn, nó làm những cái lông rụng tung tóe anh em ạ. Và đây nhá, đây cũng có một cái bẫy dây nhưng mà bẫy dây phanh nha anh em nhé. Đây một cái nữa nha anh em nhé, cũng không dính em gì rồi anh em ạ. Vậy là từ lúc vào em chim kia là cái bẫy dây của mình đã bị bật anh em ạ, nhưng mà không thấy dính em gì, rất là lạ. Chắc là con chim nó nhảy xuống bị à, không phải, à không phải, cứ tưởng là cái lấy nó gãy nhưng mà không phải anh em ạ. Vậy là mình đã gài xong cái bẫy nha anh em nhé, mình đã gài xong. Vậy là trong quá trình đi thăm một số cái bẫy thì cũng được tính được hai em sóc và một em chim rồi anh em ạ. Vậy là còn một cái bẫy cuối cùng ở dưới này nữa thôi, thì là không biết là liệu là còn ghi bàn được nữa hay không, thì mình xuống thăm nốt nha anh em nhé. Cái cây này rất là đẹp anh em ạ, nó có 4 chạc. Cái cây này làm một cái nhà ở trên này để lều, làm một cái lều để đi rừng đặt bẫy và ngủ ở đây thì rất là đẹp anh em ạ. Nó có 4 cái thân và 4 góc, chỉ cần lấy hai cái cây gác qua trên là rất là ok. Và cái bẫy cuối cùng mình ở dưới này không vào rồi anh em ạ. Vậy là trong quá trình thăm mấy cái bẫy là kết quả chỉ được hai em sóc và một em chim thôi nhá anh em nhé. Và bây giờ cũng đã khá là muộn rồi, mình sẽ đi về thôi. Đây, chiến lợi phẩm của mình là hai em sóc và một em chim nữa ở dưới trong bao, không biết là đâu. Đây, em chim nữa, hai em sóc nha anh em nhé. Mình sẽ đi về thôi và mình sẽ kết thúc video. Xin chào anh em, hẹn gặp anh em trong những video tiếp theo nhé.